Nó có một cái câu chuyện kinh điển về quản lý và lãnh đạo là như thế này. Cả một đám quân amateur đông như quân Mông đổ bộ từ chiếc tàu du lịch phi lên trên cái đảo. Phi lên trên đảo rồi thế là bắt đầu lao hết lên trên đảo. Chơi một hồi buổi chiều thì bắt đầu tự dưng là ăn nhiều lạc quá, thế là không biết đường ra chỗ bến tàu. Đấy, thế là bắt đầu loạn ngoáng lên thì trời bắt đầu nhá nhem tối rồi. Thế thì làm sao mà biết được hướng nào, làm sao mà biết được để mà tìm, mà trở về với bến tàu. Thế là thằng nọ đổ lỗi thằng kia, mà đấy tao bảo mày rồi mà, về sớm thì không chịu về. Thế rồi mà tao nói rồi mà, đi chọn chỗ khác mà chơi thì ngu thì ra cái đảo này chứ mà lạc mà chết. Bây giờ làm sao mà tìm được về, la bàn thì không có. Đấy, trời thì sắp tối rồi. Thế là ngồi cắn nhau với thằng nọ, cạp vào mông thằng kia, chẳng thế nào chịu thế nào. Cuối cùng một ông trật tự ngồi hết xuống, an tâm rồi chúng ta sẽ về được. Ông ta bắt đầu cởi quần áo ra, mặc quần một cái quần xỏ xà lòn, trèo lên trên ngọn cây, nhìn, ok, chúng ta xuất hiện từ hướng đông. Và như vậy thì bây giờ mặt trời đã lặn ở hướng tây, nghĩa là bên tay trái tôi. Bởi vậy cái hướng ra tàu nó phải là hướng tay phải tôi. Tất cả anh em cùng nhau đi thẳng hướng tay phải của tôi, tiến lên. Thế là bắt đầu một ông tụt xuống, xong bắt đầu một ông nữa bảo: "Ê, anh xếp cứ ở đấy để em sẽ dẫn toàn quân ở đi. Anh em theo ta, người cầm nước, người cầm thức ăn, người cầm tất cả đồ đạc, người cầm mấy ảnh chụp, nhanh, bánh, băng, băng. Thế là vào chui rúc bụi rậm một hồi, thế là đang nhìn ra thấy phía trước là tàu, thấy phía trước là bãi biển. Yeah, thế tuyệt vời, cả đội ôm nhau nhảy tưng bừng đến bắt đầu chèo tàu, thế là về đạt được mục tiêu. Thế thì gì ạ? Ở đây lãnh đạo là gì ạ? Lãnh đạo là cái ông trèo lên cây đấy. Đấy, ông nhìn thấy cái tàu ông chỉ đấy, xong chắp tay sau đít đi, ông anh em cố lên. Còn quản lý bảo: "Anh em theo tôi, người cầm này ông phân công công việc ra là quản lý, còn anh em nhân viên thì đi theo." Đấy, câu chuyện rất là kinh điển. Thế thì bây giờ nó phải có một thằng chỉ đúng chứ, chăm chỉ không bằng đúng chiến lược. Bởi vậy thì công ty mà muốn làm ăn tốt thì phải có một thằng cầm sủ, nó lãnh đạo đúng hướng. Chăm chỉ không bằng đúng hướng.